À, chào Nam cô thủ, anh và em cộng đồng YouTube. Hôm nay em giới thiệu đến cho Nam 3 mẫu lòng cô gái với 3 mức giá 700, 900 và 1 triệu bên em. Thì cơ bản mẫu lòng hoàn toàn giống nhau, giá cả chỉ chênh lệch đôi ít là do chất liệu khác nhau thôi, khác nhau về cái chất liệu thôi nha Nam. Còn cái mẫu lòng form lòng thì hoàn toàn giống nhau. Đây là cái trước hết em giới thiệu cái 700. Cái 700 là khung inox nan thép mạ đồng, tức là cái khung lục là bằng inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt nha em. Cái trụ này là tự độ tự chế của mỗi shop làm mỗi kiểu. Giả sử như bên em là trụ inox, là cái trụ này bằng inox nè, cái móc này bằng sắt, hàn bằng cái sắt lên thôi. À, trụ inox móc sắt là 700. Thì cái chất liệu nó là khung inox, là cái khung lớn, cái khung cái sườn lớn ngoài á, là bằng inox. Cái nan thép mạ đồng, cái nan nhỏ nhỏ này á, là thép mạ đồng nha nè, có sự đàn hồi rất là tốt, thép mạ đồng, trụ inox móc sắt là 700 bao ship như hình vậy luôn, tức là gồm có lá, cống, hai con lúa và một con nước em đã bố trí sẵn trong đó. À, đó 700 là như cái hình này. Còn 900, 900 thì nó hoàn toàn giống cái 700. À, hoàn toàn giống cái 700 nha Nam. Nó chỉ khác trụ móc ti đồng, tức là nâng cấp cái trụ móc ti đồng này lên là 900 ngàn bao ship. Trụ móc ti đồng bên em là trụ bằng đồng, móc bằng inox dẹp. À, cái trụ này là anh em người ta thợ tiện, người ta tiện sẵn cho em chỉ về em vô khung lục. Còn cái chất liệu thì em cũng nói như lúc nãy, nó hoàn toàn giống cái lục 700. Chất liệu là khung inox nan thép mạ đồng, nên cái thép mạ đồng nha Nam, cái thép đỏ đỏ là có sự đàn hồi rất là tốt, 900 bao ship. Còn 1 triệu cũng giống cái loại 900, thì cũng khung inox trụ móc ti đồng, nhưng mà cái nan lòng bằng inox nha Nam, tức là cái lục 1 triệu là inox nguyên cái trụ móc ti đồng, ở bên này là cái lục 1 triệu inox nguyên cái trụ móc ti đồng. Thì như lúc nãy em nói, cái mẫu lòng hoàn toàn giống nhau, giá cả chỉ khác nhau khi chất liệu của cái lục nó chỉ khác nhau đôi chút về cái chất liệu thôi. Còn kích thước form lòng, hình thức hoạt động thì nó giống nhau hoàn toàn. Về cái kích thước thì bên em làm kích thước là đáy 23, tức là cái đáy lòng phía dưới là 23, lưng 25 và cao 29. Cầu thử thì từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn. Nên tức là đồng giá tùy chọn là sao, thì cái cầu tử giả sử như cái cầu này, ba cái lòng này em giới thiệu với cho anh em là cầu tử 35, nhưng mà anh em thích 30 có 30, 36 có 36, 40 có 40, thì cái cầu tử nó dài hay ngắn nó không quan trọng đâu nè. Cầu tử dài hay ngắn thì cái form lòng nó không có đổi đâu, nó chỉ đổi ở một chi tiết nhỏ này thôi. Nhiều anh em người ta giấu chỗ này nhưng mà em không có giấu đâu. À, cái chanh lục nó sẽ dài ra. Giả sử như cái cầu bắt đây, em xích tới đây cho anh em dễ dễ hình dung hơn. Giả sử như cái cầu 35 là cái chanh lục nó tới đây, cái chanh lục nó tới đây, thì cái cầu cầu tử này nó muốn dài hơn để cho cái lưới, cái cung lưới nó đập, để cho cái cung lưới này nó đập hết cái cầu tử, thì buộc cái chanh lục nó sẽ dài ra tới đây. Nên cái chanh này nó càng dài thì cái lục nó càng hơi yếu. Không phải là hơi yếu gì, lúc mà mình bỏ xuống này nó nhìn nó hơi yếu yếu một tí. Nó cũng mất thẩm mỹ nữa, nó càng dài nó còn mất thẩm mỹ. Thì theo em cỡ 35 là nó vừa đẹp rồi, tại vì cầu 32 là người ta đang nằm đây rồi, giờ mình 35 là mình lém lên tí rồi. Thì 40 nó dài lắm anh em, cái chân nó dài, nhưng mà nếu mà tính 40 thì